Rồi, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình nha. Mình là Sơn Lê đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi phần tiếp theo của trò chơi Far Cry Primal nha. Trò chơi sinh tồn thời tiền sử các bạn. Thì lần trước thì mình đã trở về cái thế giới 10.000 năm trước công nguyên. Đây, bây giờ là mình đã có một cái chỗ ở rồi. Bây giờ mình phải đi tìm cái dấu chân của các anh em Wenja, tức là trong dòng tộc của mình ấy. Bây giờ mình đang đi theo cái dấu chân đó để tìm ra tung tích của họ, những người mà anh em mình đã mất tích. Thì trong cái thế giới này đó là con người còn rất là sơ khai nha các bạn. Thì có rất nhiều thú dữ nha, nhưng nhất là mấy con hổ răng kiếm đó. Nó dữ lắm. Hiện tại thì sức mạnh của mình chưa đấu nổi với mấy con đó nữa. Bây giờ mình phải tìm những anh em Wenja của mình. Rồi mình tìm thấy dấu chân của họ nè. Thì các bạn xem game mình, nếu mà thấy hay vui lòng ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký cho mình một like và để lại bình luận nha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi mình tục xuống. Mình thấy phía dưới nó có cái dấu vết gì giống như là nè, dấu chân nhiều quá trời nè, giống như bị thương vậy. Coi thử coi. Một cuộc đánh nhau đã trải qua ở đây. Vậy là quật nhau với con thú vật hay là cái bộ tộc Udam khác rồi. Ở đây có hai cái phe, có cái phe đối nghịch, đó là cái phe Udam các bạn. Phe Udam là cái phe ăn thịt người nha, bộ tộc ăn thịt người nha. Mình với phe đó là đối nghịch. Lấy cái cây này coi. Bây giờ mình chế tạo cung tên toàn là bằng những cái vũ khí thô sơ mà. Đuốc rồi xiên. Cái xiên mình dùng để mình săn thú. Cái gì đây? Xác con sói chết. Con sói này đã bị dòng dõi Wenja tiêu diệt. Vậy là người anh em của mình đã đi qua đây. Lấy phiến đá này coi. Lập nhánh cây đây. Mình đang ở trong cái chế độ là tầm nhìn của thợ săn các bạn. Nghĩa là khi mà cái màn hình nó xám lại là mình nhìn mấy cái đồ vật mà mình có thể tương tác được, nó sẽ highlight ánh sáng rực lên. Vậy mình dễ nhìn thấy kẻ thù, dễ nhìn thấy cái vật liệu mà mình có thể nhặt được, cũng như là mấy con quái vật. Bẻ cây luôn đi. Không biết ở đây có tụ quái vật nào ở đây không nữa. Hiện tại là mình đã trải qua là thứ nhất là voi mammoth khổng lồ nè. Thứ hai là mình thấy rồi, sói kìa. Trong lửa mày. Ôi da. Chạy rồi. Hầu hết là mấy con thú thời cổ đại này là nó sợ lửa các bạn. Mình cầm lửa là nó không có dám nhào lại. Nó nhào lại mình dí vô cây đuốc là bỏ chạy. Châm mày nè. Chạy nữa mẹ mày luôn. Ôi da. Cắn tao mày. Chạy đây. Túi gì đây? Ôi da. Chết mẹ mày chưa? Cái túi đựng gì đây? Đựng thịt. Ôi da. Châm con này. Chưa, cháy rồi, nó cháy rồi. Thôi bỏ chạy đi, còn một con kìa. Hồi lửa nó cháy lên thấy mẹ luôn. Mình chạy qua lửa mình còn bị mất máu. Ôi, một cái hang động. Cái hang động này là chú mưa nắng là tuyệt vời luôn rồi. Vậy là cái bước chân của những anh em Wenja đã đi qua hướng này. Tìm tảng đá đi. Mấy cái tảng đá này dùng để đóng vô mấy cái cây để mà làm nên cái vũ khí bằng đá. Đây, có dấu chân kìa. Đúng rồi. Ok. Giờ phải nhảy xuống vực này hả? Cái này đóng, cái này là gì đây ta? Tìm kiếm coi có cái gì đây.
Cho vẫn còn ấm. Vậy là anh em quên ra đã gần đây rồi. Vậy là họ mới đốt cái đống lửa đó là gần đây thôi. Bởi vì mình cảm giác là đống cho vẫn còn ấm. Cái này là nó nói cái tiếng tiếng cổ các bạn, không phải tiếng Anh, nhưng mà cũng may nó có phụ đề tiếng Anh. Mình nhìn mình hiểu được, mình cho nên mình có thể dịch cho các bạn nghe. À, dấu chân phía trước kìa. Cái này gì đây? À, xương. Chất béo của động vật. Túi hành lý của mình gần đầy nè. Chắc là phải lột da vài con thú để mà mở rộng hành lý kìa. Đây, thấy dấu chân rồi nha. Vậy là họ đã đi xuyên qua cái hang núi này nè. Ê, vô chích máu. Đây nè, có cái đống tro tàn này đây, đống củi nè. Đốt lên đi. Cho sáng lên. Đây là đống tro tàn của họ để lại nè. Wenja đã dừng lại ở đây để trị thương. À, vậy là họ đốt lửa ở đây để họ trị thương. Chắc là bị ta đánh nhau với mấy con thú dữ đó bị thương, hoặc là đánh nhau với cái bộ tộc ăn thịt người đó. Ủa, tới chỗ nước rồi. Phải lội qua chỗ này sao ta? Ê, không phải là cùng đường rồi. Đây là vách đá cao, mình không có leo được. Ở trên đó nó có một cái thác nước. Ở đây là vách đá cùng rồi, mình không thể nào leo lên đó được hết. Suy nghĩ là phải có con đường khác. Ở lên coi cái dấu chân của họ ở đâu. À, không phải, vậy là họ đi lên truyền núi kìa. Ở đây có cái chỗ, cái bậc này có thể leo lên được nè. Ôi, đi qua cái thác nước này tắt đuốc không ta? Ôi, tắt rồi. Mình nói suy nghĩ mà. Bay qua đây, đốt lửa này lên nghe. Cầm đuốc bay qua thác nước thì dĩ nhiên nó tắt rồi. Không tắt mà là chuyện lạ. Không biết cuối đường miệng hang này nó có nó dẫn ra chỗ nào. Không biết là có cái con quái vật, hoặc là con mãng xà chằn tinh, hoặc là con quái thú ở trong đây không. 10.000 năm trước công nguyên nó rất là nhiều cái loài thú dữ, thú lạ. À, phía trước có đống củi kìa. Châm lửa đốt lên coi. Chuột, châm chết con chuột luôn rồi. Con chuột này 10.000 năm trước mà nó vậy sao ta? Không có gì thay đổi hết. À, thấy dấu chân rồi nha. Tiếp tục coi. Nghe cái gì tiếng hú gì ghê quá vậy. Mình đi trong mấy cái hang núi này, một cái âm thanh nhỏ này cũng vọng lại, nó hú nghe kinh dị quá. Làm ơn đừng có gặp quái vật nào trong đây nha. Ê, một cái hồ nước hả? Phải nhảy xuống đây rồi. Rồi, tắt mẹ đuốc rồi. À, bơi ra ngoài ánh sáng đó, vậy là nó sẽ dẫn ra một cái lối ra. À, cái dấu tay nè, cái người Wenja đã bám ở đây nè. Anh em Wenja đã mỗi lần mệt cái sẽ bám tay lên tảng đá. Ơi, sư tử đang kiếm, chết mẹ rồi. Ê, chết. Nó không thấy mình nha. Nhưng mà nếu mà thấy mình thì nó chắc cũng không lao xuống nước nó cắn mình đâu. Như nó đang tha mồi hay sao á. Nó đang tha xác cái con gì đó. Đi luôn rồi. Không biết có thị quái gì đây, nó thấy có cá nhỏ không. Ê, như có xác người trên phía trên cái bục đá đó kìa. Mình coi ai vậy? Không lẽ là anh em quên da của mình sao ta? Ai đây? Xác chết rồi, bị cắt lỗ tai rồi. Chắc là bọn này gọi là bọn Udam hay sao á. Ơi, con nhỏ này nó đang cắt lỗ tai.
Chi vậy ta? Ê, ê, ê. Ê, con hổ kìa. Hổ sau lưng mày kìa. Mình thấy con hổ rồi các bạn, sau lưng con nhỏ này kìa. Ơi! Chết mẹ rồi. Lùi lại đi. Con nhỏ này đi lùm lốt tay của mấy cái sắp chết là chi ta? Không lẽ nó vô hang núi trốn nó thôi. Bà con hổ đang kiếm này nó mạnh quá, không chơi lại nó. Ôi 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 ôi, nó học chân cho nó tát kìa, tát trúng cái lòi ruột quá. Gặp một cô gái bí ẩn rồi. Theo tôi đi đường này. Vậy là con nhỏ này nó dẫn mình đi đâu ta? Ôi ra ngoài trống rồi, có ánh sáng mặt trời rồi. Có phải là vùng đất của Oros không? Ồ đúng rồi, đây là vùng đất của Oros, đã được khám phá nha. Ủa anh là người Wenja à? Anh không phải đến từ Oros sao? Na Oros bi? Tôi đã đi nhiều ngày rồi. Tôi tên là Taka. Taka Rasam. Tôi là Sayla. Tigri Chawasu Tiyi Bayamartis. Cô mạo hiểm với con hổ đó quá. Con hổ đó đã giết bọn Udam đó. Tôi cần lấy lỗ tai của bọn Udam. À, vậy là cái lỗ tai nó thẻo là của cái bọn ăn thịt người Udam. Tôi chỉ có một mình thôi sao? Tôi có chỗ ở, có thức ăn. Anh có qua không? Đi đi, đi theo tôi. Ngon rồi, được gặp gái, được giải cứu gái xong rồi gái dẫn đi cho thức ăn rồi, coi như là cũng vip. Thời tiền sử mà hớt được cái đầu đó vậy sao ta? Ăn đi. Ăn cái gì vậy trời? Đừng nói là ăn cái lỗ tai nãy nó thẻo nha. Không phải, này là gì đó? Hạt ngũ cốc hay sao á? Ăn đi. Giống như hạt ngũ cốc vậy đó. Thời ăn lông ở lỗ. Những người Wenja khác ở đâu? Kẻ lãnh đạo Udam. Hắn đã tiêu diệt ngôi nhà của Wenja rồi. Udam đã giết rất nhiều người Wenja. Bây giờ tất cả những người Wenja đều lẻ loi lạc lòi, không có nhà cửa ở Oros nữa. À, nó đeo lỗ tai của mấy bọn Udam kìa. Chắc nó thù lắm. Đó là vết thương hổ cắn đó. Nó sâu lắm. Ồ, nó bị hổ cắn rồi. Để tôi giúp cho. Ý chà. Ở bên ngoài có những lá màu xanh đó, đi hái cho tôi đi. Vậy là những cái lá màu xanh nó kêu mình đi hái là cái lá đó để cứu thương đó. Vậy là 10.000 năm trước người Nguyên Thủy đã biết sử dụng thảo dược để mà cứu thương. Bây giờ là mình phải đi hái những cái lá màu xanh đó các bạn. Tìm những lá màu xanh đó để chữa vết thương hổ cắn. Anh sẽ tìm thấy nó ở gần bờ sông. Ok. Rồi làm nhiệm vụ là vết thương sâu nha. Deep wounds. À,
biết ở ngoài bờ sông này có cái bọn Udam mặc là ổng không nữa, nó ra đó mình đang yếu yếu ra nó bị nó giết này nữa. Đi thôi, đi làm nhiệm vụ thôi. Thế sao giờ? Mình gặp nó thì mình núp xuống mấy bụi cây này là nó cũng không thấy. Nhưng mà mình sợ gặp mấy con thú rừng đó. Đó, cái vị trí màu vàng đó là nó chỉ cho mình ở nơi có những cái lá thảo dược màu xanh lá đó. Rừng hoang sơ nguyên sinh, cảnh vật rất là hấp dẫn nha. Tụt xuống đây luôn hả? Chơi luôn. Chim kêu dưỡng hú quá. Gần tới nè. Chưa thấy bọn thú rừng nào ở đây hết trơn. Trời ơi, nghe tiếng nhạc kinh quá rồi. Ê, có con gì á? Ồ, mấy con là con dê, không sao. Bắn thử một con coi. Sẵn đây lấy thịt luôn. Headshot coi. Ok. Headshot cái chết tươi à. Thật ra mấy con này mình bắn một phát tên là nó đủ chết các bạn. Nhưng mà mình bắn headshot thì nó chết liền. Còn mình bắn ngay cái chỗ khác thì nó chạy một hồi nó mới chết. Thì mình lần theo vết máu nó đến cuối cùng thì mình mới lấy thịt được nó. À, chừng đó là có cái đá ba chồng. Đấy, cái đó ghi là lãnh thổ của cái bọn Udam đó. Là nó chất đá lên như vậy để nó thể hiện là cái hành vi của con người là, tức là đã đánh dấu cái vị trí đó là của tụi nó. Đấy, đấy, thấy không? Mình nghe tiếng nhạc căng quá rồi đó. Chắc chắn là tụi nó gần đây rồi đó. Đấy. Thấy không? Chỗ đó có dấu hỏi thấy không? Đấy, thấy không? Wakwas River Stone. Hòn đá con sông Wakwas. Nó đốt lửa luôn kìa. Hình như là nó đi ra ngoài nó săn bắn rồi chút xíu nó quay lại đó. Tụi này nó chuyên săn người, nó săn ăn thịt đồng loại, không biết là nó có ăn thịt của bọn Udam của tụi nó lẫn nhau không chứ, nên là nó gặp cái dòng tộc Wenja là nó bắn nó giết nó ăn thịt. Đây nó đang đốt lửa kìa. Cái chỗ này nó chắc có thể là nó đốt lửa đó. À, nó chưa không có ăn thịt nướng, nó ăn thịt tươi. Nãy mình suy nghĩ là nó đốt lửa nướng thịt chứ, nhưng mà nó đốt lửa là nó để khẳng định vị trí đó của nó. Nãy giờ mình chưa thấy cái lá màu xanh. À, có một thằng. Thấy thằng nha. À, nó nhìn thấy mình. Cũng may quá, chưa. Giờ lại xử nó luôn đi. Chứ không phải là... Đó, nghe tiếng la là đúng rồi nó rồi. Thêm thôi mình ra mình thấy cái thảo dược đó cho nó nhìn thấy. Tại vì cái thảo dược đó nó mọc ở ngoài sông, bờ sông rất là trống trải, không có cây cỏ nào để cho mình núp hết. Đây, thấy không? Mình thấy có một thằng trên bản đồ rồi đó. Hình như nó đang dí theo mấy con thú rừng á. À, mình thấy có một cây rồi. Có một cây thảo dược để cứu thương rồi. Hái một cây này trước đi rồi. Udam, kẻ ăn thịt tươi. Ê. Chỉ là cái bọn này là nó chưa có tiến hóa bằng bình mình nữa nha. Nó còn ăn thịt tươi nha. Đây kìa, nó đó kìa. Nên nó đuổi theo mấy con sói bỏ chạy rồi kìa. Mình đi lần thứ sáu thôi, nó mình bục nó coi. Giết lén luôn, ám sát luôn à. Ê, nó giết một người quen gia của mình nè. Xử rồi luôn. Wow. Trời ơi. Mẹ chưa quen. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Ê, còn một thằng nữa. Trốn đi.
Ôi, con đại bàng nó gấp con dơi dê kìa. Wow. Đủ liệt. Wow. Nguy hiểm quá, không biết nó có gấp mình được không đây. Rồi, hái cái thảo dược coi. Vậy là mình phải cần hai cây nữa là đủ. Đủ thảo dược để cứu thương cho cái con nhỏ Sai La kia. Con nhỏ vừa bị hổ cắn. Cây này là màu xanh dương, không phải, nhưng mà cứ lấy trước đi. Khi nào cần thì dùng đến. Cái gì? 10.000 năm trước mà làm gì có cái lưới này, mắc cười quá vậy. Rồi bị lố rồi. Buồn cười chưa? 10.000 năm trước làm gì có ngành công nghệ mà dệt cái lưới mà được điều như vậy. Ta còn đang xài hàng thô sơ và lấy đâu ra cái xưởng dệt rồi dệt cái lưới này, mắc cười quá mấy ông Ubisoft ơi. Phải liền rồi chứ. Làm lố quá. À đây có một bụi lá màu xanh nè, xanh lá nè. Lấy đi. Tổng cộng được 3 cái rồi. Còn một cái, còn một cây nữa là đủ. Ê đây thằng kia có bụi nữa kìa. Ờ chỗ này quá nhiều luôn nè. Nhưng mà mình chỉ hái một bụi nữa là đủ rồi. Như là mình nghe tiếng của nó, như nó đang ăn thịt hay sao đó. Đúng rồi, nó đang ăn thịt kìa. Hái bụi thảo dược rồi xong lên xử tụi nó luôn. Nó chưa thấy mình. Nó đang mê mồi rồi. Đù bà, nó đang móc ruột ta nó ăn kìa. Mày hả? Học thẳng nữa ra. Mày hả? Bộ tộc ăn thịt người. Đây nè, người quên da của mình bị nó móc ruột rồi nè. Đúng không? Gớm chưa? Ồ oh. Kính nha. Đánh con này lấy được con này kìa. Được rồi. Thôi giờ mình đủ nguyên liệu để trị thương này. Ê rùa. Ây da. Không quẩy mù. Mù nó cứng lắm. Bây giờ mình đủ nguyên liệu để trị thương cho con nhỏ kia rồi. Mình quay về chỗ cái hang động hồi nãy kìa. Ở miệng hang chỗ nó đang núp. Rồi, đống lửa này của cái băng nào mình chưa thấy. Hình như vẫn còn cái đống lửa này là của một cái băng khác. Nó đang đi ra ngoài, nó săn hay sao á. Nghe âm nhạc bắt đầu căng quá, mình nghĩ là còn à, thấy rồi nha. Dùng cái cung coi. À, đốt lửa cho nó luôn. Một tên, thấy nó thấy rồi, nó thấy mình. Ê, à, còn thằng đâu anh? Một mũi nè. À, hai mũi nè. Nó chết chưa ta? Ê, à, còn thằng nó chết. Trời ơi. Nó rượt mình đây. Trời ơi, chưa kịp bắn mấy cung rồi, bắn chậm quá, chạy thôi. Rồi, chơi mày thôi. 1, 2, 3. Quất. Nó cháy rồi. Rồi, cho thằng heo quay luôn đi. Thật ra cái cung này á, khi mình đốt lửa lên là bắn sát thương mạnh lắm. Bắn một cái là lửa cháy chết, nhưng mà đốt lửa lên mất thời gian lắm. Nói chung cái gì, cái game mà thiết kế cái gì cũng vậy á. Sát thương mạnh thì chậm à. Cũng như các bạn thấy những cái shotgun rất là mạnh, nhưng mà bắn hết đạn nó bỏ từng viên vô. Chứ vừa mạnh mà vừa nhanh nữa thì đâu có thằng nào mà muốn xài cái súng khác. Về miệng hang để coi cô nhỏ đó, nó bị đây hồ cắn rồi, cứu thương cho nó kìa. Nó đang ngồi đây nè. Sê la, tôi về rồi nè.
Này chị thương cho cô đó. Vậy là cái lá hồi nãy là mình đã nhào ra thành trong mà lòng bàn tay mình rồi. Có nghe tiếng hét không? Tiếng hét của ai? Tanyi. À, nó nhai xong rồi xong đắp lên lưng nó. Hãy đẩy sâu vào vết thương. Ôi trời ơi, sao quá. Từ từ. Cắn cái răng này, cắn để khỏi la, khỏi nghiến răng. Ui da. Má con hổ đang kiếm nó cắn sâu lắm. Ui gì. Đau quá. Còn cái lá nữa để làm gì? Dán lên hả? Ồ, oh, oh, thay cái băng cá nhân. Cảm ơn anh. Giờ tôi phải đi và tìm Oros. Rất nhiều nguy hiểm rình rập bên ngoài. Sói và gấu nữa đó. Bọn Udam nữa. Trong hang động này rất là an toàn cho anh. Hãy tìm những người anh em Wenja khác. Thông báo họ đến nơi này đi. Hãy tìm những anh em Wenja Taka. Nói với họ nơi này là an toàn. Rồi các bạn ơi, mình đã hoàn thành cái phần game này rồi. Nếu các bạn thấy thích thì vui lòng để lại một đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye.